rêu rặng ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Trong vạt nắng mùa xuân tràn dâng, không hoa nhẹ duyên mùi cười thèm thùng cùng bao nguồn sáng, bướm say duyên lành thấm tô trời xanh, đầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Thôi đi, tính hát tới sáng hả gì vậy? Chỉ quán kia mở nhiều hát nhiều. Trời ơi, hát nhép không mà mệt cũng chết, xúc mồ hôi luôn rồi nè. Vậy hát thiệt đi. Cùng đón chúa. Thôi đi. Cái chợ xuân của người ta đang diễn ra mà mày hát hồi tao chạy hết bây giờ kìa. Thiệt. Ê mà lụa. Gì? Sao cái đường này sao tao thấy lạ quắc vậy lụa? Mày có lộn không vậy? Lộn chắc rồi đó. Trời đất ơi. Ủa cái đường về nhà ở đâu? Ai biết. Ủa sao tụi mày đi vô đường này? Thì thấy mày nó nhộn nhịp vui quá chạy vô. Trời, cái con này mày khùng. Trời ơi, bây giờ kiếm ai hỏi đường về nhà coi. Nắng nắng có bà bánh tráng kìa, em lại mày hỏi đường rồi chút mày về. Anh cha mấy trứng? Giờ này mà còn tâm trí ăn nữa hả? Mày thầu. 10 trứng. Trời ơi, ăn cho đẻ chết, ăn chi mà chục trứng dữ vậy không biết nữa. Chị bán bánh tráng ơi, lấy bịch bánh tráng chục trứng. Đi nhanh lên đi, cái con nhỏ thiệt tình. Thì tôi trùng về tới. Có chừng có chừng tét kìa. Ôi trời ơi, hai đứa con yêu dấu của má. Lộn nha. Đi. Ai. Không nhận ra má hả? Má nào? Bà là bà Địa. Trong đầu lớn mà. Tùng thèn, tùng thèn, tùng thèn, tùng thèn. Bà nè, Địa. Má mà là bà Địa là hai đứa là con Lân. Ủa sao mới biết hay vậy? Hả? Tụi con tính Tết này mua Lân. Mấy con nhỏ nói gì á? Đói bụng không? Đói. Vô tắm rửa, ăn cơm với má nha. Yeah. Trời ơi, con tôi về rồi. Cái gì đó con nhỏ này? Con mình khùng hết biết. Má ơi. Đi được rồi. Chị hai, má má cho con. Sò lúa ơi, xong chưa? Dạ. Nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Dạ. Trước khi mình ăn thì má hỏi cái coi, hai đứa con gái yêu dấu của má có quà gì không ta? À! Nhỏ là má hết hồn kìa. Tất nhiên làm gần gần cho vui. Làm sao mà không có được má. Bảo đảm má sẽ thích. Đâu? Bánh tét. Trời ơi, hàng gì má nói sáng giờ chuẩn bị thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sợ, con dạ. Tinh ý dữ quá, anh thích lắm. Dạ, cảm ơn má. Lúa, ăn hoài quà đâu? Có chứ. Biết. Nè. Trời, cái gì vậy? Bánh kem. Trời ơi, tự nhiên Tết giúp cái tặng bánh kem vậy con? Đâu có ai ăn bánh kem dịp Tết đâu, gia đình mình ăn lạ. Nhưng mà cái này là truyền thống mà tự nhiên ăn cái này. Mà mày nhìn cái bánh kem của mày kìa, mày đem từ thành phố vậy nó chèm bẹp. Ăn cái này là nguyên cả năm nay nhà mình chèm bẹp theo nó luôn á. Hát trời đất ơi, con tặng gì chèm bẹp bánh sao phải đi đi, tại nóng á, nó cũng chảy anh chút xíu, không sao đâu, mình gom gom lại thôi, để con tặng má cái khác nha. Con quà thứ hai. Dạ, đảm bảo má sẽ thích lắm. Mình đồ quá. Áo dài. Áo dài mà màu đỏ. Trời ơi, thích lắm má, ao ước cái màu đỏ này lâu lắm rồi. Dạ. Trời ơi trời, con tinh ý quá. Sao quắc? Mày nói gì kỳ vậy luôn á? Má ướm vô người mất à? Đẹp mà. Con thấy đẹp mà má. Đúng rồi, thì cao dài đẹp má, sao quắc? Con nhỏ này nói chuyện vô duyên quá. Cái màu đỏ nó lên cái người má. Má là dạng như đen bẩm sinh. Mung luôn á, đen mung bẩm sinh. Mở miệng ra cái nó má đen hoài. Đen thiệt mà. Đen đâu? Ngâm. Thôi nói gì chứ, đây nè, có quà hết cho má nè. Thì cũng được, vì dạ. Nó cũng có tặng quà cũng. Cái gì nữa vậy? Ta 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 ta. Nó thích nhất mà con đi tặng áo lam. Ừ. Thấy má già rồi không nuôi nổi má, tống má vô chùa sao tặng áo lam? Trời ốc mày có vấn đề hả lụa? Mày nghĩ sao mày tặng áo lam cho má vậy? Chùa nào chứ má? Không phải má, ý con nói là tự nhiên cái đưa má vô chùa vậy? Riết nói không buồn. Nhà có ba mẹ con mà mẹ với chị không giống tính em chút xíu nào chứ. Chán ghê dại biết bao nhiêu lần. Lụa, mày mới làm sao á lụa? Sao là sao? Trong nhà ba người mà hai người ta giống nhau, của mình mày khác là mày sai nhất á. Người ta nói á má, nhóm múa 10 người, 9 người múa sai, cái người thứ 10 múa đúng cũng trở thành sai.
Em chị đã trưởng thành rồi đó. Trời ơi, ý con nói vậy là vậy nè. Nghiệp nó đầy rẫy ngoài đường á. Má bước ra ngoài đường một cái cho nó hả, nghiệp nó đập vô người má đã đung 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 vậy nè. Như đại liên nó nẻ vô người má vậy đó. Con xui miệng. Ngồi rảnh nhà làm gì nữa, tự tạo nghiệp nữa. Cho nên bây giờ tặng cái áo này là cái áo gì? Áo chống nghiệp, nghiệp bay vô, nghiệp văng ra. Trời, từ trước giờ má chỉ nghe áo là áo chống nắng thôi. Dạ. Mày nó tặng má áo chống nghiệp. Không, cái này mình phải bình tĩnh để mình suy nghĩ lại má. Con thấy con lụa nó nói đúng chứ bộ má. Tại má cũng nghiệp quá mà. Trời ơi, con. Ôi, má không, trời, má không mặc cái áo đó đâu. Để con tặng món quà thứ ba cho má nha. Khoan. Dạ. Ngưng cái tiết mục tặng quà lại. Má muốn hỏi một câu mà mấy năm nay má hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời được không? Cho má hỏi, khi nào hai đứa mới lấy chồng vậy ta? Nụ cười tuyệt thoáng vừa tắt trên má hồng. Con nào đâu muốn lấy chồng. Con thì muốn làm mãi mình chị thôi. Chị cái gì mà chị? Cả một năm trời qua mày làm phiền tao chưa đủ hả? Còn giờ muốn ở bên tao nữa? Phiền đâu nên đỡ đần công việc cho chị chứ. Má hỏi không lo trả lời, lo hát hò không à. Sao? Nó đúng á má. Tới con nữa. Má ơi, má nghĩ sao năm nay là năm 2019, thời đại 4.0 rồi mà làm sao mà lấy chồng má? Mình phải ăn hết chai đi rồi mình lấy chồng sao, đúng không em? Tự nhiên nói ăn chai là sao, nói chuyện bậy bạ quá. Bậy bạ gì? Nhà có truyền thống mà. Hả? Thì từ gen của má chứ đâu. Gen má nào? Má nói hồi đó má cũng dụ bà ấy bộ. Trời đất ơi, má dám nói má không mê trai đi. Đúng rồi. Kìa. Cái này là người ta nhà tự vô người ta dán hả má? Cái này là những thần tượng của má. Wow, má có cả hình BB Trần và hình Hải Triều luôn hả? Má thích mà. Hình đó má thích dữ lắm. Sao vậy? Má ơi, má nghĩ sao má thần tượng hai nói vậy? Thì đẹp trai, má thần tượng thôi. Hai cái gì? Hai nó phải, hai phải con trai đâu. Điên hả? Gì vậy? Người ta con trai đó. Phải không? Ừ. Con trai. Mà thật ra con nói má nghe nè. Cái gì? Cái món quà thứ ba cũng có liên quan tới chuyện này đó. Con lụa không có, vậy là con sò nó có rồi phải không? Đâu? Thì má đoán xem người ấy là ai? Ai? Nói liền đi, má nôn lắm rồi. Ai? Để con giới thiệu cho má. Vừa đẹp, vừa khủng, vừa khỏe như trâu. Người ấy là đây. Đó. Dạ, em chào hai chị. Dạ, con chào bác gái. Chào này, bác còn làm ở đó không ta? Mình làm chỗ đó là chỗ nào? À, không phải đâu má bình tĩnh đi má. À, ý đây là cái câu hỏi xả dao á má. Xả dao gì? Hỏi xả dao rồi lấy dao xả vô đầu đó bây giờ. Kỳ cục vậy. Tết nhất má ơi. Là hàng của con. Khủng không má? Sao má nhìn như củ khoai tây vậy? Trời ơi, má thường nói tụi con mà. Khoai to không đâu chết đói mà má. Đúng rồi má. Củ khoai cỡ này ăn ngàn luôn. Đó, thấy sao? Thôi, mà chưa kể đâu nha má. Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ khỏe như trâu vậy đó má. Trâu cái gì? Trời ơi, sợ ơi. Con, cái thân hình con nó như là một con trâu rồi. Ôi. Bây giờ cưới con trâu mộng này về rồi hai đứa bay rồi tính mẹ ăn đằng nha. Trời ơi, giờ nhà trâu. Có ngày đi cày đi cấy không? Rồi. Không thoát cảnh nghèo được. Nghèo kiết xác, nghèo rớt mồng tơi, nghèo đời này qua đời khác chết đó. Thôi, má như lụa nói gì vậy? Tự nhiên cái đẻ chữa gì ở đây? Con thì con đẻ với nó chứ ai đẻ? Đâu có, má nghĩ gì vậy má? Thật ra đây là món quà thứ ba mà con muốn tặng cho má đó. Má không lấy trong mộng đó đâu, con lấy đi không? Má nói cái anh này hả? Ừ. Đâu có, cái anh này anh người vàng bên Thế Giới Di Động. Thôi chị ơi. Cái gì á? Bà tưởng tôi không biết cái gì á? Người vàng Thế Giới Di Động á là đẹp, cao, to, sáu múi nè. Cái đâu mà mập u trời. Bởi vậy mày không biết gì hết trơn á. Cái người vàng này là phiên bản năm Kỷ Hợi. Hả? Ừ. Mấy con nhìn mấy sợ quá kìa. Đúng rồi. Mấy năm khác là người ta sáu múi. Năm nay năm heo rồi, gươm lại còn múi một. Thì đó. À. Bên Thế Giới Di Động người ta tinh tế lắm. Nhưng mà mấy nhìn mấy sợ quá. Thôi anh giới thiệu cho má em biết đi. Dạ chào bác gái. Dạ thưa bác gái, đây là điện thoại Vivo i90. Mọi người theo con. Vivo i91 màn hình tràn siêu rộng. Vivo i91 dung lượng cực khủng. Vivo i91 pin cực trâu. Thôi, không có đi nữa.
Trời ơi, dẫn người ta đi mua điện thoại mà làm như buôn bán bất động sản vậy. Chứ dẫn đi coi đất hoài mệt quá không đi nữa. Con phải dắt mọi người đi như vậy á thì mới minh họa được những tính năng của nó. Không, cái này con công nhận má, đúng rồi. Bên đây người ta làm việc có tâm lắm. Người ta phải minh họa cho mình dễ hiểu má, hiểu không? Là sao? Dễ hiểu gì dễ hiểu. Anh vàng kỳ anh vàng. Kêu hả mạnh như trâu, đó con trâu. Mốt mà nói pin cực voi, chắc lên Tây Nguyên gặp voi quá. Không, mới mốt có vậy á, con dắt mọi người vô sử thú. Trời ơi. Đi. Nói chung là cái này là tặng má hả? Dạ đúng rồi đó má. Coi như cái này con mua vậy con tặng cho má. Để má có gì má tiện liên lạc chị em tụi con. Trời ơi, coi ăn Tết có hai đứa về với má là vui rồi. Trời ơi, cần vậy, chi quạt vậy, vậy, vậy thôi cho con nghe má. Dạ, cảm ơn má. Tết vui nhưng mà có Vivo thì vui hơn. Tết về nhà trao quà Vivo, đến ngay Thế Giới Di Động để nhận ưu đãi trả gốc 0% và rinh quà hấp dẫn. Tăng quá mà quên hỏi cái con xuống đây từ Sài Gòn xuống sao mà nhanh dữ vậy? Con đi với bạn thân của con. Ủa, bạn thân con kêu ra đây ăn chung cả nhà nhiều món quá nè. Bạn thân của con nè, Tiểu Vi. Trời ơi, thương quá. Thương quá à. Ủa vậy là con heo mập cưỡi con mèo đi xuống đây hả? Gì không, vậy? Không có, tại bạn của em có xe, bạn em chở em xuống dưới đây. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi con, ăn đi con.